Chào mừng bạn đến với cộng đồng Wish. Bạn đang theo dõi video về sự phát triển của em bé trong bụng mẹ từ tuần 28 đến tuần 37. Video được biên dịch từ babycenter.com. Bạn và bé cũng đang bắt đầu tam cá nguyệt cuối cùng. Ở tuần thứ 28, bé chỉ nặng hơn 0,9 kg. Bé sẽ tăng gấp 3 lần trọng lượng của mình từ bây giờ đến khi sinh và hình thành một lớp mỡ giúp giữ ấm cơ thể của bé khi ra ngoài tử cung. Bộ xương của bé cứng cáp dần, các xương sọ của bé không dính vào nhau. Điều này cho phép chúng hơi chồng lên nhau khi đầu của bé đi qua khoảng trống chật hẹp của ống đẻ. Hàng tỷ tế bào thần kinh đã phát triển và lan tỏa trong não của bé, tạo ra các kết nối cần thiết giúp bé học tập ngay cả ở trong và ngoài tử cung. Em bé của bạn có thể mở mắt và nhìn thấy ánh sáng xuyên qua tử cung của bạn. Bé có thể nghe thấy, vì vậy hãy tiếp tục nói chuyện hoặc hát cho em bé. Khi ngày sinh đến gần, em bé của bạn tạo ra chất gây. Chất gây trắng sẽ bao phủ toàn bộ cơ thể và bảo vệ làn da của bé từ trong nước ối. Bé sẽ nuốt một chút chất gây này cùng với các chất tiết khác. Chúng sẽ đi vào hệ thống tiêu hóa của bé và tạo nhu động ruột đầu tiên của bé. Ở tuần thứ 37, làn da của bé có màu hồng và mềm mại. Bé sẽ trông ít giống người ngoài hành tinh nhăn nheo hơn và bắt đầu giống một đứa bé bình thường. Bé có thể tăng gần 28g một ngày và nặng khoảng 2,7 kg. Đến thời điểm này, bé đã được xem là đủ tháng. Để chuẩn bị cho việc chào đời, hầu hết các bé sẽ lần lượt quay đầu của chúng xuống dưới. Em bé của bạn sẽ giữ tư thế như vậy. Đầu của bé sẽ dựa vào vùng xương chậu của bạn, và bé đã sẵn sàng để chào đón thế giới. Bạn hãy chào đón bé với những điều tốt đẹp nhất nhé.